Bây giờ chúng ta hãy chuyển qua để mà nói tới một cái hiện tượng mà rất nhiều bạn quan tâm đến trong thời gian gần đây. Đây là một hiện tượng mà chúng ta không thể cản được. Tại vì đây là một cái hiện tượng toán học, tôi sẽ chia sẻ thêm với các bạn một lát nữa. Thì chúng ta thấy được ra hiện tượng mà thường nói tới đó chính là hiện tượng gọi là Dead Cross. Hay là nhiều bạn ở Việt Nam thì gọi là Giao Cắt Tử Thần. Thì hiểu cách đơn giản đó, chúng ta thấy được đó là hiện tượng Cross xảy ra hiện tượng cross xảy ra đó là khi mà chúng ta thấy cái đường trung bình giá cả ngắn hạn cắt qua cái đường trung bình giá cả dài hạn thì thường ở trong trading đó, nhiều bạn thì thích xem cái đường trung bình ngắn hạn là cái đường 50 MA nghĩa là cái đường giá trung bình 50 ngày qua cắt qua cái đường 200 MA như là cái đường giá trung bình 200 ngày qua cái đường ngắn hạn cắt qua cái đường dài hạn thì khi mà Hai đường này cắt với nhau đó thì cái đường ngắn hạn cắt xuống cái đường dài hạn đó thì chúng ta gọi là death cross như là các bạn thấy trên màn hình. Chúng ta được cái đường màu đỏ này là cái đường trung bình giá 50 ngày qua. Đây là cái biểu đồ S&P 500 chứng khoán. Thì cái đường màu đỏ này đó khi mà cắt xuống, nghĩa là đường trung bình giá 50 ngày qua cắt xuống và cắt qua cái đường màu xanh này, đây chính là đường trung bình giá 200 ngày qua đó thì hiện tượng này gọi là hiện tượng death cross và chúng ta nhìn ngược lại đó nếu như mà chúng ta thấy cái hiện tượng cũng là cái đường ngắn hạn cắt qua đường dài hạn nhưng mà cái xu hướng đó là cắt lên như là các bạn thấy trên màn hình thì cái đường màu xanh dương này đó là cái đường 50 ngày trung bình giá vừa qua cắt qua cái đường màu đen đó chính là cái đường trung bình giá 200 ngày vừa qua thì đây là hiện tượng gọi là golden cross mỗi lần mà hiện tượng death cross xảy ra đó thì người ta nghĩ là giá cả sẽ đi xuống mỗi lần mà hiện tượng golden cross xảy ra đó thì nhiều người nghĩ là giá cả sẽ có cái sự tăng trưởng đây là cái hiểu đơn giản liên quan đến cái hiện tượng death cross và golden cross thì tôi có thể chia sẻ với các bạn đó là đây là một cái hiện tượng toán học và nhiều người bây giờ quan tâm đó tại vì các bạn thấy được là những năm như là chúng ta được năm 2018 cũng có hiện tượng death cross xảy ra, năm 2019 cũng có hiện tượng death cross xảy ra và bây giờ thời điểm hiện bây giờ đó chúng ta đang chứng kiến lại thêm một lần nữa hiện tượng death cross này xảy ra, có nghĩa là cái đường trung bình ngắn hạn cắt qua cái đường trung bình dài hạn và cái xu hướng là đi xuống cho nên nhiều bạn bây giờ lo lắng không biết là giá cả có đi xuống nữa hay là không thì thùng sẽ chia sẻ với các bạn trong lịch sử đó thì khi hiện tượng này xảy ra đó bao nhiêu lần và kết quả như thế nào nhưng mà về cái phương diện đầu tư dài hạn đó thì thùng thực sự cũng không có quan tâm nhiều đối với hiện tượng dead cross hay là thậm chí golden cross tại vì đối với là một người đầu tư dài hạn mà trung bình giá đó đây chỉ là một cái sự ảnh hưởng ngắn hạn mà thôi Thùng sẽ chia sẻ thêm một lát nữa nhưng mà các bạn thấy được là đây là một cái hiện tượng toán học và Thời điểm bây giờ thì không thể thay đổi được Có nghĩa là các bạn thấy được là Nhìn một cách đơn giản đó Thì chúng ta có thể hiểu như là nhiều công cụ phân tích Cross khi mà cái đường ngắn hạn Trung bình giá, kéo qua cái đường dài hạn Trung bình giá thì cũng là Một công cụ phân tích mà thôi Thực ra đây cũng là một công cụ như là nhiều công cụ Phân tích giá khác là một công cụ Có cái độ chi hoãn, có nghĩa là sao tuy nhiên là các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào tình hình giá cả thì chúng ta thấy được là giá đã có cái sự đi xuống. Cho nên nhìn vào giá của bitcoin trên sàn Coinbase là từ 65.000 xuống tới mức hiện tại là 35.617 thì đã xuống tổng cộng là 45,23% và thời gian đi xuống là 66 ngày tổng cộng thì các bạn thấy được là 66 ngày xuống 45% rồi chúng ta mới thấy hiện tượng dash cross xảy ra có nghĩa là đã có cái sự trì hoãn là 66 ngày rồi nhưng mà nhiều người đó thì nghĩ là có thể là giá cả sẽ tiếp tục đi xuống nữa sau khi mà hiện tượng này xảy ra đó chính là điều mà nhiều người quan tâm đến thì hiểu một cách đơn giản đó cái từ death cross giao Các tử thần đó hay là thập tử giá chết đó, thì có nhiều người nghe cái từ đó thì có cái cảm xúc là cái cảm xúc là không có tốt bất an giá cả sẽ đi xuống hay là cái từ golden cross khi mà cái đường ngắn hạn chéo qua đường dài hạn mà đi lên đó, thì nhiều người có cái cảm giác là bình an hơn, có cảm giác là hưng phấn hơn. Thì khi mà nói đó chỉ là cái tên gọi mà thôi trên căn bản đứng sau lưng của Dead Cross và Golden Cross đó, là chúng ta thấy được là một cái cách tính toán học. Thì nói tới Dead Cross đó, thì hiểu cách đơn giản là các mức giá kết thúc cao cũ của thị trường tăng bị thay thế bởi các mức giá thấp hơn. Và vì cái đường trung bình 50 đó thì nó sử dụng ít cái lịch sử giá cả hơn là đường 200 ma cho nên đường 50 ma nó bị cái sự ảnh hưởng lớn hơn và có xu hướng đi xuống nhanh hơn là đường 200 ma cho nên mới dẫn đến cái hiện tượng dead cross này thì chúng ta bây giờ hãy nhìn vào lý do tại sao mà nhiều người quan tâm thì các bạn thấy được là chúng ta đang nhìn vào đây là bảng thống kê của chỉ số S&P 500 của chứng khoán Hoa Kỳ thì trong lịch sử chứng khoán Hoa Kỳ đã có rất nhiều hiện tượng dash cross xảy ra không giống như là Bitcoin tại vì sao? Tại vì đây là một cái thị trường đã có từ rất lâu đời các bạn thấy được là S&P 500 đã, đã có từ năm 1929 mãi cho đến bây giờ đây chúng ta thấy là tổng cộng có vô số những lần mà cái hiện tượng dash cross đã xảy ra và phần lớn các bạn thấy được là tùy theo là hiện tượng này xảy ra khi nào. Các bạn thấy là có khi đi xuống rất là mạnh, đi xuống giống như là 78%, năm 1930, lúc đó là cái thời điểm khủng hoảng. Hay là các bạn thấy được là có nhiều khi không có sự ảnh hưởng như là năm 2004 thì death cross xảy ra nhưng mà có sự ảnh hưởng là thay đổi là 0%. Hay là các bạn được năm 199 thì cũng như vậy death cross xảy ra nhưng mà không có sự thay đổi về mặt giá cả. Nhưng mà trung bình chúng ta được là trung là bình thì đối với chỉ số S&P 500 nó nhiều người rất quan tâm tại vì cái hiện tượng dash cross và golden cross này nó không phải là một hiện tượng riêng trong thị trường crypto mà có mặt trong tất cả thị trường tài chính nhất là thị trường chứng khoán thì trung bình á mỗi lần mà hiện tượng dash cross xảy ra ở thị trường S&P 500 thì trung bình á là các bạn thì được là sẽ giảm xuống 12,57% đó là tính từ cái thời gian năm 2000 929 cho đến thời gian năm 2020, cho nên các bạn sẽ được là lý do tại sao mà nhiều người trong thị trường tài chính quan tâm tại vì lịch sử của S&P 500 cho thấy là mỗi lần điều này xảy ra thì giá cả là phần lớn đi xuống, cho nên đây là một cái dấu hiệu rất là tốt trong thị trường chứng khoán. Nhưng mà ngược lại trong thị trường Bitcoin như thế nào thì trong lịch sử Bitcoin nó có tổng cộng là 7 lần hiện tượng death cross do các tử thần đã xảy ra chúng ta thấy được đó là không phải đợt nào cũng giảm giống như các bạn thấy được là 7 lần này đó lần đầu tiên là giảm 55% lần thứ nhì là sau khi mà tượng test có xảy ra đó giá không những không giảm mà tăng 80% lần thứ ba là giảm 64% lần thứ tư là tăng 30% lần thứ năm là giảm 52%, lần thứ sáu là giảm 40% và lần thứ bảy là tăng 55%. Đây là thống kê của một bài viết cũng khá là nổi tiếng ở trên Medium của Mark Hepman Thì chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này để các bạn à, dễ dàng thấy hơn Thì các bạn được là mỗi lần mà Dash xảy ra đó chính là những cái dùng mà có cái chấm màu đỏ này Thì các bạn thấy được có lần xảy ra đó thì sau đó giá Bitcoin đi xuống như là lần đầu tiên Trong lịch sử Bitcoin đó giữa năm 2001 đến năm 2012 đó thì giá xuống 55% Kế tiếp đó, lần thứ nhì và lần thứ ba đã xảy ra giữa năm 2014 đến năm 2015 thì có lần tăng 80%, có lần xuống 64%, lần thứ tư giữa năm 25 và 26 đó thì lại tăng 30%. Lần thứ năm đó khi mà hiện tượng Death Cross này xảy ra đó giữa năm 2018 và 19 thì đã xuống 52%. Lần thứ sáu đó hiện tượng này xảy ra giữa năm 19 và 20 đó xuống 40% và lần thứ bảy thì các bạn thấy được là sau khi mà hiện tượng này xảy ra, hiện tượng Death Cross này xảy ra thì là tăng 55%. Và bây giờ chúng ta đang bước vào cái lần thứ 8 bắt đầu xảy ra thì bây giờ câu hỏi là tăng hay là giảm thì các bạn thấy được là chúng ta tính sơ bộ đó thì trong lịch sử bitcoin nó mỗi lần hiện tượng này xảy ra thì chúng ta có một lần hai lần ba lần bốn lần bốn lần giá cả đi xuống sau đó và ba lần giá cả đi lên nếu như mà đợt này sau khi có hiện tượng dash cross đó, giá cả tăng trưởng thì coi như là hồi bốn bốn bây giờ thì bốn lần là giá cả xuống ba lần giá cả lên điều này cho các bạn thấy được là mỗi lần mà hiện tượng dash cross xảy ra trong thị trường bitcoin đó thì không có nghĩa là giá cả sẽ đi xuống dựa theo lịch sử Chúng ta bây giờ đổi ngược lại đi Bây giờ hãy nói tới hiện tượng Golden Cross Tuy nhìn hiện tượng mà giá trung bình ngắn hạn chéo qua trung bình dài hạn nhưng mà có xu hướng là đi lên Là cái hiện tượng nhiều người cho là tốt Thì trong lịch sử cũng có 7 lần Golden Cross đã xảy ra Các bạn thấy rồi, lần thứ nhất thì tăng 7% trong vòng 4 tháng Lần thứ nhì thì tăng 38% trong vòng 3 tháng Lần thứ ba thì giảm 36% trong vòng 10 tháng Lần thứ tư thì tăng 24% trong vòng 1 tháng, lần thứ 5 thì giảm 21% trong vòng 13 tháng, lần thứ 6 đó thì tăng 17% trong vòng 4 tháng và lần thứ 7 thì tăng 45% trong vòng 2 tháng. Đây là cái hình để các bạn có thể dễ dàng thấy hơn thì khi mà hiện tượng ngược lại xảy ra đó golden cross thì không hẳn là giá cả lúc nào cũng tăng trưởng. Các bạn thấy được là chúng ta có một lần, hai lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần, 5 lần trong 7 lần khi mà hiện tượng golden cross xảy ra thì giá cả tăng trưởng nhưng mà ngược lại có hai lần hiện tượng Golden Cross xảy ra giá cả vẫn tiếp tục đi xuống đương nhiên các bạn thấy được đó là chúng ta chỉ nhìn vào cái thời gian lên xuống ngắn hạn mà thôi bây giờ chúng ta hãy trở lại chỉ số S&P 500 đi thì các bạn sẽ thấy được là nếu như các bạn đầu tư dài hạn đó thì thật ra mà nói nhiều người chung mình giá được dài hạn cũng không có quan tâm nhiều đến hiện tượng Death Cross này tại vì các bạn thấy được đó là trong cái thời gian từ năm 2009 cho đến thời điểm hiện bây giờ là cái thời kỳ tăng trưởng mạnh nhất trong lịch sử chứng khoán của Hoa Kỳ có thể nói được đây là cái bo run dài nhất và rất mạnh của Hoa Kỳ thì trong cái thời gian tăng trưởng này đó chúng ta thấy được là chúng ta đã có tổng cộng là một lần hai lần ba lần bốn lần năm lần death cross xảy ra đương nhiên mỗi lần xảy ra thì giá cả có cơ hội đi xuống ngắn hạn nhưng mà khi các bạn zoom ra đó thì chỉ cho chúng ta được là giá cả chỉ có một con đường đã tăng trưởng trong vòng thời gian là gần 12 năm qua cho chỉ số S&P 500 của Hoa Kỳ mà thôi mặc dù đã có hiện tượng Death Cross xảy ra 5 lần chúng ta thấy được là hiện tượng tương tự cũng xảy ra đây là cái biểu đồ của bitcoin từ năm 2010 cho đến thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy được là sau khi mà, trải qua là một hai ba bốn năm sáu bảy bảy hiện tượng death cross thì câu hỏi là lần thứ 8 này đối với một nhà đầu tư lâu dài thường nghĩ là cũng không có quan trọng lắm dựa theo lịch sử đó chúng ta không thể chuẩn đoán được là lần này death cross xảy ra thì giá cả sẽ lên hay xuống nhưng mà có một điều lịch sử chứng minh được đó chính là sau 7 lần hiện tượng dash Cross xảy ra đó giá cả bitcoin vẫn tăng kinh khủng từ khi mà ra đời cho tới bây giờ đó là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay và đây là tất cả những thông tin mà thường muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và dành cho những người nào mà có thú muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuận capital các bạn có thể tìm hiểu bằng cách ta bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin chính thức như là giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là các bạn có thể nhận được bonus lên tới 1610 đô khi mà tham gia vào sàn margin nổi tiếng Bybit hay là sàn margin MT, sàn FTX, sàn Binance US. Đây là một sự lựa chọn cho những người nào mà đang sống ở Hoa Kỳ mà thích giao dịch altcoin cũng như là sàn Coinbase ứng dụng BlockFi đây là ứng dụng lending có lãi mà các bạn có thể gửi tiền kỹ thuật số như là Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Chainlink vân vân và những đồng định để mà nhận lãi hàng tháng bây giờ bonus vẫn lên tới 250 đô và crypto khoan đây là ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on chain mà chúng ta thường hay sử dụng và tôi hy vọng là các bạn có một cuối tuần vui vẻ và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn.